thưa quý vị và các bạn nguyễn du bất ngờ bị kẻ lạ mặt tự xưng có cửu thù với thân phụ nguyễn đòi lấy mạng ông để tạ cha mình nhưng bằng sự thanh liêm lòng nhân từ độ lượng và có trí hiếu của nguyễn kẻ tiểu nhân đã không dám ra tay sau vụ việc nguyễn thấy lòng nhẹ nhõm và may mắn vì mình đã không phạm sai lầm nào vừa giải được oán thù vừa không ra vào điều thất đức một chiều tháng 7 năm nhâm thân 1812. Nguyễn Du đóng giả làm thầy đồ, cùng viên thơ lại trong vai người hầu, về vùng bố trạch tìm hiểu tình hình dân chúng. Phát hiện vụ việc con trai kiểu sung hãm hiếp o nụ, khiến o nụ vì nhục nhã đau đớn quá mà treo cổ chết. Nhận thấy vụ việc có những điều khuất tất, Nguyễn tiếp tục đóng cai thầy địa lý sang lục điền tìm hiểu sự việc. Mời quý vị cùng nghe tiếp tiểu thuyết Nguyễn Xu của tác giả Nguyễn Thế Quang trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan. Cửu xung vội đi ngay. Chủ nhà vội xuống nhà dưới, chắc là để lo chuyện cơm nước. Nguyễn nói nhỏ điều gì đó với viên thư lại. Lát sau Lý Trường tới, chủ nhà từ nhà dưới đi lên. Lý Trường vào chào chủ nhà vội mời ngồi Ông ta nói tóm tắt sự việc cho Lý Trường nghe Lý Trường nhìn Nguyễn Rồi nhìn viên thư lại Tỏ vẻ nghi ngờ Nguyễn nghiêm mặt nhìn thư lại Chàng thanh niên mở chắp ra Nhìn thẳng vào Lý Trường và cửu sung Nói Mọi người nghe cho rõ Đây là cai bạ của tỉnh nhà Đi thị sát các làng huyện Nói xong anh ta dơ thẻ bài lên Lý Trường trốn mắt nhìn rồi vội đứng dậy quỳ xuống cửu sung cũng tái mặt chủ nhà luống cuống nguyễn du thong thả nói lúc chiều đến giờ ta đã nghe tất cả bây giờ các ngươi lần lượt từ cửu sung đến lý Trường khai đầy đủ để thư lại ghi rồi nguyễn quay về phía chủ nhà phiền ông mời chị ông đến làm việc luôn nhưng không được cho ai biết cô ta ở đây để khỏi náo động làng xóm Chiều ấy, toàn bộ lời cung của bà Chất Năm, Cửu Sung, Lý Trường đều được ghi đầy đủ. Bà Chất điểm chỉ, Lý Trường Cửu Sung ký, chủ nhà làm chứng cũng ký vào. Đề phòng Lý Trường hay Cửu Sung thông báo cho quan huyện, Nguyễn nói. Tối nay, phiền ông chủ cho ông Lý và ông Cửu cùng chúng tôi nghỉ lại đây. Sáng mai, canh tư lên huyện. Khi Cửu Sung và ông Lý xuống nhà dưới, Nguyễn hỏi bà Chất Năm bổn quan thành thật chia buồn cùng bà xin lỗi bà là thuộc hạ của ta không theo đúng phép nước bây giờ bà có thể viết đơn trình báo để ta xét xử chuyển lên bộ hình kết án bà chất năm vội thưa bẩm quan tôi đã thiệt thân rồi giờ kiện chết thêm một mạng nữa thêm tội cũng người làng xóm cả xin quan bỏ qua cho lòng nguyễn vừa thông cảm vừa xót xa những người dân quê ở đâu cũng vậy, hiền lành, nhẫn nhịn và nhân ái biết bao. Họ chỉ mong được yên mà có bao giờ được yên. Canh Tư, Nguyễn, Viên Thư Lại cùng Lý Trường và Cửu Sung lên huyện. Khoảng giờ tị, 10 giờ, đến gần huyện đường. Nguyễn bảo tên Lý Trường. Đưa ta đến xem cơ ngơi của chi huyện. Nguyễn quá đỗi ngạc nhiên, tòa ngang dãy dọc, kho thóc trại trâu bề bề. Lý Trường cho biết, quan huyện có hơn 60 mẫu ruộng và hai trại, một tài sản quá lớn đối với dân huyện nhà. Đến cổng huyện, bảo Lý Trường và Cửu Sung ngồi ở cổng khi gọi mới vào. Nguyễn và Viên Thư lại đi thẳng vào công đường. Nghe báo quan cai bạ đến, chị huyện vội chạy ra chắp tay. Lạy quan, con không biết quan đến để đi đón, xin tha tội. Nguyễn đi thẳng vào chiếc ghế quan huyện thăng đường ngồi. Quan huyện ngạc nhiên, vội cho người hầu trà nguyễn nói cho gọi các đề lại và thư lại đến tri huyện thấy lạ nhưng không dám hỏi khi mọi người đến đủ nguyễn nói tri huyện tình hình đầu năm đến nay huyện ngươi thế nào dân chúng có đói không dạ bẩm thượng quan mưa gió có thất thường nhưng dân cần cù nên không đến nỗi đói lắm nguyễn giận sôi lên mấy ngày qua nguyễn đã chứng kiến dân bố trạch nghèo khó đến cùng cực nhiều người cháo không có ăn, phải ăn củ mai để sống. Nguyễn cố nén. Trong huyện, tình hình có yên không? Có xảy ra vụ trọng án nào không? Chi huyện xun xoe, xoa hai tay vào nhau. Dạ, nhờ phúc ấm và oai phong của thượng quan nên không có trộm cướp, không xảy ra vụ trọng án nào. Nguyễn nhìn thẳng vào mặt Chi huyện. Thế thì tốt. Người không nói dối ta đấy chứ. Chi huyện trột dạ, nhưng vẫn nói Dạ không ạ Nguyễn quay hỏi hai viên để lại Có đúng như vậy không? Một để lại nói Dạ bẩm quan, đúng vậy ạ Một viên khác lúng túng Dạ Nguyễn đập tay xuống bàn Láo, chúng mày lừa trên, dối dưới Lấy đầu, gọi chúng vào Chi huyện giật mình, nhìn quan cai bạ Không hiểu sao hôm nay ngài lại nóng giận thế nhưng khi thấy lý trưởng lộc điền và cửu sung bước vào mặt y tái mét vội vàng quỳ xuống lại thượng quan tội con muôn chết nguyễn quắc mắt trong vụ án này ngươi nhận của cửu sung bao nhiêu tiền tiền ấy đưa cho ai tri huyện lắp bắp không nói nên lời nguyễn bảo lý trưởng lộc điền trong vụ này ngươi đưa cho tri huyện bao nhiêu vì sao lại đưa trường đó lý trưởng quỳ xuống Hồi đêm đến nay, ông ta đã nghĩ nhiều, không thể nói dối được. Dạ thưa, quan huyện bảo con nói với cửu sung, lo cho ông 300 lạng, để đưa cho quan cai bạ 100 lạng. Quan huyện và hai thầy đề lại, tám thông lại 120 lạng, còn hương lý ở làng xã và chôn cất 70 lạng. Nguyễn nhìn thấy hai đề lại nhìn nhau. Nguyễn nhắc thư ký của mình và huyện Nha nhớ ghi đầy đủ rồi Nguyễn hỏi Tri Huyện, có đúng lý trường đưa cho người trường ấy không? Dạ, y lắp bắp, đúng ạ. Một trăm lượng, người nói đưa cho ta, người có đưa không? Đưa lúc nào, người cứ nói thật. Tri Huyện mồ hôi ướt đậm áo, vái lại lê lịa. Cắn dâm cắn cỏ, con cúi lại đại quan. Đó là con dối lý trường, chứ con không hề đưa cho ngài. Viên thư lại của xoanh bây giờ mới nói. May là huyện quan nói thật, chứ liệu Lĩnh nói sai thì càng chết. Thị nụ chết vào ngày rằm tháng 5, ngày 17 chôn cất xong, còn quan cai bạ ở kinh từ ngày 12 đến ngày 25 mới về. Nguyễn tiếp tục hỏi. Người chia cho các đề lại, thông lại bao nhiêu? Dạ, đề lại mỗi thầy 5 lạng, thông lại mỗi thầy một lạng. Nguyễn hỏi lý Trường Các ngươi ở làng xã được bao nhiêu? Dạ, quan huyện chi cho, chôn cất 5 lạng, cho con 5 lạng, cho mẹ thị nụ 10 lạng. Nguyễn nhầm tính. Nó chỉ chi 38 lạng. Cơn giận trào lên đập bàn quát. Như vậy, người chi chưa đầy bốn chục lạng. Mạng người con gái và phẩm hạnh của họ với ngươi chỉ đáng giá 10 lạng. Sao mi lại tàn ác? tham lam và nhẫn tâm làm vậy. Dân nghèo chết, người giàu lên, phụ mẫu chi dân, người có đáng mặt là quan nữa không? Mọi người trong phòng lặng đi. Khi mọi lời khai đã xong, hai biên bản đã ghi, Nguyễn bảo tất cả ký vào. Định nhân cơ hội này phanh phui xa những chuyện khác, nhưng rồi Nguyễn lại thôi. Mở rộng ra thì vụ án sẽ lớn, đụng đến quá nhiều người. Bèn nói ngoài vụ này còn nhiều vụ khác ta sẽ điều tra sau trước mắt người phải trả lại tiền cho cửu sung ông ta bán hết ruộng đất châu bò vật quý của cha ông để lại những vụ khác người cũng liệu trả lại tiền cho nếu không dân tố cáo sẽ tâu lên bộ hình ta nghe nói con trai người cũng ăn chơi lắm người càng lấy tiền của dân càng sống vô đạo thì con người càng hư nhân nào quả ấy quả báo nhanh lắm trên đường về lòng Nguyễn chịu nặng suy tư Nhớ lại chuyện hai năm về trước Mình bày đường cứu hắn Ai ngờ hắn lại học cách hành xử của mình Chỉ khác Mình dàn xếp cho em chuyện giúp người Còn hắn dàn xếp em chuyện Để lấy tiền người mà làm giàu Làm quan Ai ngờ mình cứu một người Mà lại hóa ra làm hại nhiều người Tưởng làm điều thiện Hóa ra lại làm nảy nở điều ác Nguyễn càng buồn cho mình. Mình có làm được điều gì tốt cho đời không? Ngày hôm sau, Nguyễn lại bước qua 1.225 bậc tam cấp, lên chùa Kim Phong trên đỉnh núi Thần Đinh. Gần ngày Vu Lan, bao người lên chùa, người nào cũng có dáng âu lo. Đức Phật nhiệm màu, Ngài có thấu hết nỗi khổ chúng sinh. Nỗi khổ đau có vơi, được quan đầu tỉnh vãn chùa, khuyến nhủ tổ chức lễ vu lan cho tốt các sư thầy cảm động lắm xế chiều nguyễn rời chùa trời oi bức rồi bỗng gió nổi ù ù một cơn lốc từ ngoài biển nổi lên ào ào vào đất liền nhìn vòi rồng lên cao hiểu tai họa đã ập đến vùng mình nguyễn vội về xoanh cùng thuộc hạ lên ngựa phi nhanh đến vùng bị nạn đứng trước làng trài bị lốc tràn qua những cây phi lao bị bật gốc những mái nhà vách đất nhỏ bé bị lốc xoáy trơ nền đất trống với mấy ông đầu sau làm cho cảnh làng càng thêm thê lương nguyễn ứa nước mắt nguyễn giao cho lý trưởng sở tại cấp vải hòm trôn cất tử tế cấp tiền gạo cho những nhà bị đổ cho chùa linh quang tiền cầu siêu cho những người bị chết lễ đám chay năm đó phật tử cũng như dân chúng về đông hơn đêm thả đăng nguyễn cũng ra thả những cây đèn lồng xuống biển hòa cùng mọi người tưởng nhớ đến những người xấu số vùi thân dưới đáy nước cầu hồn họ được siêu thoát về phù hộ cho người thân đứng nhìn những ngọn đăng trôi bồng bềnh trên biển cả nguyễn lại nghĩ bể khổ trầm luân đến bao giờ vơi sao người dân khổ cực trăm bề ở rừng thì bị rắn rết hổ báo ăn thịt ở biển khơi thì biển cả nuốt xác và điều nguy hại hơn là ở đâu, dù miền núi cao hay đồng quê, biển cả đều bị quan lại tham tàn ăn thịt. Hổ báo có khi tránh được, biển cả có khi thoát được, còn cường hào ác bá quan tham đâu đâu cũng có, đời nào cũng có và hình như ngày càng tham tàn hơn, dân chúng thoát sao nổi. Đứng đầu một tỉnh, Nguyễn làm được gì cho dân? Nguyễn muốn báo về triều đình chém đầu chi huyện bố trạch thế nhưng nếu vậy người tiền nhiệm là lê đắc tần cũng bị tội mà bỏ chi huyện hoàng đức thì ai thay và người thay nó có hơn được nó không hay là cùng một ruột cả ma mô thì đòn chạc đó nguyễn cảm thấy mình quá nhỏ bé trước biển cả và bất lực trước nỗi đau của muôn người mình thật là một gã vô tích sự bãi chiều đã lâu Đám quan lại đã về hết Nhưng trong điện cần tránh Vua Gia Long vẫn chưa rũ áo Lui vào hậu cung Ngài lướt nhìn về phía đông Càn Thành Ở đó bao người đang đợi Ngài Hoàng hậu Đệ Tam Cung Các thứ phi Đến 18 người Và bao cung tần khác nữa Thật là một đám xinh đẹp Một đám ngoan ngoắt Một thế giới rắc rối Trừ Hoàng hậu ra Và cả Tam Cung lê thị ngọc bình đoan trang dịu dàng ra còn thì phần lớn đều là những kẻ con nanh có mỏ ngài chợt nhớ hồi mới vào phú xuân gặp lê thị ngọc bình vợ của nguyễn quang toàn ngài quyết lấy nàng làm vợ các đại thần cuống lên sợ ta bị người đẹp mê hoặc có người lo ta mang tiếng xấu sát phu đoạt vụ hết sức khẩn thiết xin ta từ bỏ tướng sĩ tốt lắm nhưng đâu hiểu ý ta vì sắc đẹp ư mỹ nữ ai chả thích nhưng ta đâu có thiếu điều quan trọng nàng là con của vua lê chọn nàng làm vợ ta sẽ lôi kéo được con cháu cựu thần nhà lê lực lượng này đông lắm mạnh lắm còn can dự triều chính ư đừng hòng không có bất kỳ người đàn bà nào được can dự vào quốc sự của ta mấy năm qua ta mới hiểu nàng thật là một con người đáng yêu đáng quý, hết lòng với chồng con. Không bao giờ nói với ta một điều gì về quốc sự, cũng không bao giờ yêu cầu ta một điều gì. Ta nhìn người không lầm. Ngài lại nhớ, kỳ xuân quý hợi 1803, sau khi lễ bàn sao với Thanh Triều xong, vui quá, ta xem hát suốt mấy ngày. Nguyễn Đắc Xuyên, Nguyễn Văn Nhân đã hốt hoảng dâng sớ can ngăn. Thật nhầm, đời ta quen tiếng gươm đao, chưa có mấy lúc thư thái. nay nghe nhạc, lòng ta thanh thản lạ lùng. chào những cung bậc thật thiết tha, đưa người ta giao hòa với cả đất trời. thế nhưng chiều lòng các cận thần, ta nghe theo. thật là vui khi có những cận thần chăm lo công việc đến thế. nhìn về hậu cung, ngài như lại thấy mấy à cung phi lúc nào cũng phô diễn thân thể, lúc nào cũng đắm đuối đưa tình. Lúc nào cũng muốn nuốt lấy mình, cứ hễ thấy mặt là chạy đến quyến rũ rồi tố cáo nhau. Tâu bệ hạ, hoàng hậu hiểu nhầm thiếp, làm hoàng thượng ghét thiếp. Tâu bệ hạ, thứ phi đặt điều nói xấu thiếp, cúi xin phân xử. Tâu bệ hạ, nhớ đến đây, ngài lắc đầu. Thật là cả một đám yêu phụ, nhức cả đầu. Biết phân xử thế nào, chẳng à nào chịu à nào muốn yên chỉ có loại trừ tất cả. Ừ, Michael Cheno đã nói với ta như vậy. Cái thằng cha người Pháp này chẳng hiểu tí gì cả. Phần lớn cung tần là con các quan lại dâng hiến cho ta để chứng tỏ lòng trung thành của mình, để mong được che chở, được ân sủng. Nếu ta có khét bỏ một ai đó, thì nó sẽ bù lưu bù loa với thân phụ nó. Thân phụ nó sẽ xin sỏ, sẽ lôi kéo một số người trong đó, có các đại thần, làm khó dễ cho ta làm vua đã là khó ở đâu cũng thấy lộn xộn làm chồng của mấy chục yêu phụ này cũng khó ta muốn thay đổi cả thế giới nhất là đàn bà họ đáng ghê sợ hơn đàn ông thôi cứ tránh nó được chút nào hay chút ấy nghĩ vậy ngài ở lại điện cần tránh ngồi bên đèn đọc sớ tấu của các địa phương gửi về Thấy có thư kín của Nguyễn Văn Thành Ngài mở đọc Thành đề nghị 5 điều 1. Việc làm gộp sổ địa bạ Hay gây tranh kiện Dân gian chịu phiền tệ khôn xiết Xin sửa định điều lệ Cho tắt mối tranh kiện 2. Sáu bộ Và các dinh chấn Làm việc có kẻ xiêng kẻ lười Xin cho cuối năm Được kiểm xét để phân định hay dở 3. Việc hình ngục cốt được xong xuôi và bớt ít, xin cứ cuối năm thì sai người tra khám, khiến không có án động lại. 4. Kẻ tù tội phải nên thương xót, xin hạ lệnh cho nha môn xét hình, từ nay phạm tù phạm bị kết án thì chưa rõ ngày tháng bắt đến xét như án xử tội đồ thì tính kể từ ngày tháng ấy lâu trong thế nào mà khấu trừ đi. 5. Đường quan cốt ở được người Xin chọn những hàn lâm Cống sĩ cùng chi phủ Chi huyện Làm việc lâu năm Mà không có lỗi Mà chia bổ Làm liêu thuộc ở sáu bộ Để sung các chức Gia Long gật đầu Khá lắm Thật là một lão thần thông minh Tận tâm với công việc Lục chiến trận Tài năng thao lược Đánh trận nào thắng trận ấy Khi giặc tan Lại biết trị dân trấn hưng văn hóa làm giàu cho đất nước. Gần 10 năm làm tổng chân Bắc Thành biết quy tụ dân, thuế thóc đủ đầy. Những năm đầu giặc nổi lên như ong, Thành Tiến đánh hơn 30 trận, biết dùng gươm giáo và cũng biết dùng hát ca để hiểu dụ dân chúng Bắc Thành yên ổn. Trong các bậc công thần tướng lĩnh của ta, không có ai cả văn võ đều giỏi như y. Năm Ất Sửu 1805 đã dâng về đây đầy đủ địa đồ nội ngoại 11 chấn và các châu huyện cộng 164 bản. Năm Đinh Mão 1807 lại dâng 4 điều. 1. Đặt kinh điển. 2. Định luật mới. 3. Đặt sử quán để sửa quốc sử. 4. Đặt ngự sử để nghiêm điển trương triều đình. Thật là ý rất hay để chấn hưng văn hóa đất Việt. Quan lại Bắc Thành mến phục anh ta lắm. Quả là trời đã ban cho ta những cận thần giỏi Nghĩ hộ đỡ đần cho ta nhiều lắm Nay lại dâng năm điều rất cần thiết Để hiểu rõ quan lại Cất nhắc người có tài Cho các bộ ngành thật là đáng quý Chỉ phải tuổi Anh ta quá hào phóng Ăn chơi hơi nhiều Vay của bác Thành 4.500 quan tiền Đến nay vẫn không có trả Ta phải ra lệnh xóa cho anh ta Một tên lính tiếp than vào lò sưởi gia long nhìn ra ngoài trời ngài nghĩ tới nơi sơn lăng lính tráng chắc cũng lạnh lắm ngày mai phải cho đưa thêm chăn áo vào nghĩ tới đó ngài lại nhớ nguyễn văn thành ngày ấy ta cùng hoàng tử và các đại thần đào tìm đất thấy đất ngũ sắc mọi người đều mừng chỉ có nguyễn văn thành lặng lẽ ta hỏi thì hắn tâu mộ mẹ thần cũng có đất ngũ sắc mà tươi hơn hắn láo Muốn khoe hay là muốn ta tìm chỗ đất khác Mọi người bất bình thì hắn còn nói Ở xứ Châu Ê gần đây Có kiểu đất rất tốt Phan Văn Nhân hỏi Sao không tâu với Hoàng thượng Thì hắn lại nói Đất đó tốt Nhưng táng ở đấy sẽ bị xét đánh Hắn thực sự lo cho ta Hay muốn tỏ hiểu biết hơn người Thật không hiểu hắn ta là người thế nào ba năm sống giữa chốn triều chính khôn ngoan rất mực sao giờ lại ăn nói ngang nhiên như thế hắn cậy công to muốn nói sao thì nói lấn át mọi người ư hay là hắn còn có mưu đồ lớn khác ta đã lo điều này điều về làm tổng tài quốc sử quán là để rút quyền lực của hắn ở bắc thành hắn được lòng người quá cả bắc thành mà theo hắn thì giang sơn này nghiêng ngả về đây lo việc xử việc luật mà vẫn kiến nghị về cách điều hành quan lại thì bụng nó vẫn lo phủ tá ta, ta vẫn lo cho xã tắc. thế nhưng sao lại binh cho đặng trần thường cái thằng họ đặng xào chát này hám tiền mà phá cả phép nước phong sắc cho ngụy tặc mà nó còn binh. xin cho thường lấy công chuộc tội đưa vào bát nghị ta phạt nó ba con trâu mà sau đó vẫn ngênh ngang ăn nói bừa bãi nghĩ đến thành rồi nghĩ đến sự khác nhau về tính nết, cách làm việc giữa bọn Phạm Như Đăng, Lê Bá Phẩm, Lê Quang Định, Nguyễn Đức Xuyên, Nguyễn Hữu Thận. Ngài thấy đám cận thần chủ chốt cũng thật phức tạp. Ta phải lao tâm tổn trí nhiều vào việc điều hành, cắt đặt quan chức mà vẫn chưa yên tâm. Vừa uy vừa ân, vừa cương vừa nhu, vừa lấy độc trị độc mà vẫn còn nhiều điều đáng lo đáng ngờ bắt giam đặng trần thường rút được nguyễn văn thành về bên mình nhưng còn lê chất lê văn duyệt phải đặc biệt chú ý lũ họ lê này ghê lắm nó còn muốn hãm hại cả ta đừng hòng mỗi hành động của chúng mày không qua nổi mắt ta lê văn duyệt ta cho vào gia đình vùng đó đất mới dựng còn phức tạp phải có tài trị của nó mới yên ở đó xa kinh đô nó dễ bộc lộ những điều hắn nghĩ ta càng hiểu càng dễ tóm hắn ngài bỗng nhớ đến nguyễn xu cai bạ quảng bình con của xuân quận công càng ngày ta càng cảm thấy mến con người này nghe đặng trần thường tiến cử ta đã mừng gặp được ở thăng long ta đã tin thế nhưng sau đó y xin tử quan ta lấy làm lạ rõ ràng là hắn không phù nhà Nguyễn. Điều vào nội các, cho người theo dõi kỹ, ta thấy đó là con người đúng mực và nghiêm cẩn. Cho ra làm cai bạ Quảng Bình, giao cho toàn quyền, ta thấy liêm khiết, thương dân, cẩn trọng. Nghĩ lại chuyến vi hành năm trước, ngài thấy vui vui. Ngài cùng hai thị vệ cải trang về hai huyện Bình Chính và Bố Trạch, thị sát mọi việc. Khi về doanh hỏi, thì hắn nói đúng sự thật. Hắn không dối trên lửa dưới. Tuy có lúc tùy tiện, nhưng là để kịp cứu dân. Làm sinh thự, biết dùng sức lính để dân lo việc nông tang. Thế nhưng ngài thấy lo. Hắn ta nhân đức quá. Không được. Làm quan như vậy thì dân yêu. Nhưng lũ bướng bình không sợ. Lũ bướng bình ở đây không chỉ là dân chúng, mà bọn cường hào ở làng xã, bọn quan lại ở huyện phủ anh cầm quyền nào càng phải dùng pháp trị quyền trị cũng phải mưu sống nguyễn không hùa với nó thì nó sẽ tìm cách trừ dưới không trừ được thì nó mượn tay trên tay chân duyệt chất ở đâu mà chẳng có sẽ có ngày nào đó nguyễn sơ hở nếu không sơ hở thì nó sẽ đặt bẫy mà xa vào lúc đó bọn duyệt mới cắt cái đầu của hắn ta mà cái đầu ấy làm thơ hay lắm ta rất thích thơ của nó thôi phải rút hắn về chiều giữ yên cái mạng của hắn để con của xuân quận công phải chém là điều không lợi chợt nghĩ đến việc phải đi tuế cống nhà thanh xà lòng khẽ reo lên vỗ đùi đúng rồi ngày mai giao cho bộ lại hạ chiếu vỏ y về kinh khoan khoái ngài đứng dậy vươn vai và hồi cung ở đó những điều êm ái quyến rũ và cả những ồn ào rắc rối nữa đang đợi ngài. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Nguyễn Du của tác giả Nguyễn Thế Quang. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.